Bây giờ một mẫu đất anh biết nhiêu tiền không? Mẫu đất ở đây nè, mẫu đất ở Phú Lộc 10 tỷ, 10 tỷ mà không bán nha, chứ không phải 10 tỷ mà người ta bán đâu. Làm vườn thôi chứ có làm gì đâu. Em có người khách quen ở dưới đường Bùi Đình Túy á, là chỉ bán cho cái bà, chỉ bán cho cái bà kia là 4 mẫu, là 4 tỷ 2. Khi mà ra phường làm giấy á, thì nó lại lòi ra là nó lộn thửa, là cái thửa của chị vẫn kinh tác bình thường á, thì lại ông kia đứng tên, còn miếng đất ông kia lại chỉ đứng tên cái vị trí á. Cái trong khi mà làm giấy tờ lại á, thì cái chị mà mua đất chỉ nói thôi giờ chị không mua nữa, là chị muốn lấy cọc lại, thì mấy chị này trả cọc lại, trả cọc lại cho bà đó xong rồi á, thì 1.5 năm sau á là coi như đất nó lên. Hiện giờ là 10 tỷ một mẫu, là 4 tỷ 4 mẫu nó là bán được 40 tỷ á. Nhưng mà bây giờ không bán, bây giờ không bán nữa. Bây giờ em không biết trời nào nữa, thì lên đều có thể mạng nó yếu à, không chưa nó yếu đâu. Đường này nó chạy được mà nha, tôi đang đang xài mạng mà. Quay mồm mồm là đất của chị là 1.4 mẫu, thì trong đó là có hơn phân nửa là thuộc thành phố Bảo Lộc, còn một nửa là của huyện Lâm Hà, huyện Bảo Lâm. Mà vụ đất đai ở Bảo Lộc lúc này lộn xộn rồi.